dưới đây là cầu Rạch Miễu. Và mình sẽ quay video từ cầu Rạch Miễu này về đến cầu Rạch Miễu. Về đến thị xã Gò Công các bạn, mình trở đầu. Phần 1 thì mình quay từ đây đến cầu Chợ Gạo. Ở đây là dưới cờ dạ cầu Rạch Miễu các bạn, ở thành phố Mỹ Tho. Mình sẽ quay video phần 1 này từ dạ cầu này về đến cầu Chợ Gạo. Của phần đường đi từ thành phố Mỹ Tho, cầu Rạch Miễu các bạn, về đến thị xã Gò Công, ngay chợ Gò Công các bạn, ngay chỗ tượng đài Trương Định á, anh hùng dân tộc Trương Định. Do cái cầu đi từ quốc lộ 50 này vô thẳng vô chợ bị hư, thành ra mình phải đánh một cái vòng, đánh một cái vòng thật là lớn, cả chục cây số để đi vào, nên hơi xa các bạn, nên mình chia làm 3 phần. Phần 1 từ thành phố Mỹ Tho đến cầu Chợ Gạo trên đường Thủ Võ Hưng các bạn. Ở đây mình thấy có cái cây xăng, mình ghé vào mình tiếp tế nhiên liệu các bạn. Sau đó mình tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi châm đại bình và mình tiếp tục cuộc hành trình đi về thị xã Gò Công các bạn, mình đang ở thành phố Mỹ Tho. Mưa rất là mát.
rất là đẹp. Du thuyền tham quan các con du lịch cảng du thuyền Mỹ Tho. À, do tối quá mình không có đi tham quan được, mình chỉ chạy sơ thôi. Dịp nào rảnh rảnh mình sẽ đi vô tham quan. Rồi, để xe ô tô. Rồi mình tiếp tục cuộc hành trình các bạn. Mình chạy mà vòng vòng cũng này tới chiều tối cũng chưa về tới nhà. Đêm cắm ô tô quay đầu, mình mới vừa định quay đầu vào chợ đêm gặp bạn ô tô cắm quay đầu. Và không được quay đầu xe, cứ chạy miết hết đường thì thôi. Khu du lịch Cồn Phụng bên phải, bạn vô đó mua vé đi qua Cồn Phụng.
dọc bờ sông ta làm rất là đẹp các bạn. Nguyễn Hữu Hưng, thủ khoa Nguyễn Hữu Hưng, 1830 đến 1875, 45 tuổi các bạn. Đường này đường một chiều nha các bạn. Cặp bờ sông. Mình ghé thành phố Mỹ Tho một chiều mưa, mưa thấm tả luôn. Rất là đẹp các bạn. Đường này là đường Đinh Bộ Lĩnh ở thành phố Mỹ Tho.
dưới mưa tầm tã đầu này không có hột mưa nào hết, cô queo cùng trên một con đường. Ở đây cô queo hả các bạn, ở thành phố Mỹ Tho, đầu ngay chỗ cầu Rạch Miễu mưa quá lớn, cách đây có vài cây số thì cô queo. Cầu Rạch Miễu ở thành phố Mỹ Tho về đến cầu Chợ Gạo ở thị trấn Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang dài khoảng 15 km, đó là phần 1 của đường đi từ cầu Rạch Miễu thành phố Mỹ Tho đến chợ Gò Công ở thị xã Gò Công. Mình quay 3 phần, phần này là phần 1.
Cổng chào huyện Chợ Gạo, kính chào quý khách. Cổng rất là đẹp các bạn.
xoay này. Và mình kết thúc video.